Rạng sáng ngày 21 tháng 1, showbiz Việt được fan rúng động trước nghi vấn Thiều Bảo Trâm chia tay Sơn Tùng MTP sau hơn 7 năm gắn bó. Tình yêu chốn showbiz vốn không bền, nhiều cặp đôi nổi tiếng đến với nhau sau đó chiếc áo ra đi như một cơn gió. Sau những thành công làm dậy sóng làng âm nhạc Việt và quốc tế, Sơn Tùng trở thành cái tên hàng đầu V-pop với lượng fan được xem là đông đảo bậc nhất showbiz Việt. Kéo theo thành công ấy lại chính là những scandal bủa vây nam ca sĩ và bạn gái tin đồn Thiều Bảo Trâm. Điều đáng nói là suốt 8 năm yêu nhau, cả hai thậm chí còn chưa bao giờ nhắc đến tên đối phương trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Thiều Bảo Trâm bỏ ngoài tai tất cả lời ném đá, dị nghị của fan Sơn Tùng. Cô không đối đáp, không gay gắt hay tỏ thái độ gì khiếm nhã. Nhưng cũng vì thế, suốt nhiều năm qua, Thiều Bảo Trâm có lẽ là người phải chịu nhiều sự tổn thương nhất trong câu chuyện tình cảm này. Cứ ngỡ là nàng lọ lem may mắn lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử, thì thực tế lại trái lại. Trước đây, khi Sơn Tùng vẫn còn là chàng ca sĩ vô danh bị bao phủ bởi bao lời chỉ trích, thì Bảo Trâm lại là cái tên triển vọng bước chân vào cuộc thi tài năng đình đám. Nếu so với lúc đó, con đường tương lai của cô nàng còn rộng mở hơn nhiều. Nhưng cô đã chấp nhận yêu anh. Xinh đẹp như nàng Thiều, khi đó thiếu gì đại gia vây quanh. Còn nhớ, khi Sơn Tùng bị chỉ trích thời mới vào nghề, chẳng ai dám lên tiếng bênh vực anh, và thậm chí còn có nhiều đồng nghiệp sẵn sàng đăng đàn trách móc. Đặt trường hợp vào Thiều Bảo Trâm lúc đó, có cô gái nào can đảm yêu một anh chàng quyền không có, tiền thì không? Phải nói rằng, yêu Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm quá can đảm, nhưng khi anh phất lên, cô lại bị gắn mác kẻ đua fame Sơn Tùng, kẻ giả tạo, bảo cô không xứng với sự nổi tiếng của anh chàng gốc Thái Bình. Nếu Thiều Bảo Trâm thật sự chính là người con gái đi cùng Sơn Tùng từ năm 19 tuổi, thì cô quả là thiếu may mắn. Chưa từng được nắm tay người yêu đứng trước công chúng, ngày sinh nhật đăng tấm hình xóa mờ chàng để làm kỷ niệm cũng bị soi mói, đánh giá là kẻ lợi dụng Sơn Tùng. Suốt những năm kề bên cùng trải qua mọi thanh âm cuộc sống, thứ mà Thiều Bảo Trâm nhận được khi trở thành bạn gái của chàng ca sĩ hào hoa nhất showbiz Việt là gì? Phải chăng, cái giá cho việc được ở bên người mình yêu lại chính là việc phải đánh đổi hết sự nghiệp và danh tiếng? Nhận về sự chỉ trích vốn dĩ không phải lỗi của mình. Còn Sơn Tùng, từ một chàng trai vô danh với vài bản hit bị cả showbiz lẫn đồng nghiệp phỉ báng cắn cho cái tên The Dragon Fact, ngày nào giờ lại tỏa sáng giữa chốn thị phi của ánh đèn sân khấu. Nhưng người theo dõi anh duy nhất vẫn là cô người yêu đi cùng mình suốt 6 năm qua. Sơn Tùng cũng giống Thiều Bảo Trâm, không hề nhắc đến điều gì khác ngoài sự nghiệp của mình, nhưng anh cũng không chối bỏ. Động thái chỉ follow duy nhất mỹ nhân họ Thiều trên Instagram đã chứng minh tất cả. Tuy nhiên, đến hiện tại, sự bảo vệ ấy của Sơn Tùng có lẽ vẫn chưa đủ. Thiều Bảo Trâm cần một danh phận và danh xưng để tự tin đứng bên người yêu của mình, bởi cô vẫn đang bị ném đá, vẫn phải chịu tổn thương. Vậy Thiều Bảo Trâm là ai? Gia nhập làng giải trí trong vai trò là một ca sĩ, Thiều Bảo Trâm nhanh chóng gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ bởi vẻ ngoài xinh đẹp và cá tính nổi bật. Cô sinh năm 1994 tại Thanh Hóa. Sinh ra trong gia đình có 4 chị em gái, Bảo Trâm cùng người chị Thiều Bảo Trang đã sớm bén duyên với sự nghiệp âm nhạc. Hai người chị còn lại của cô không theo đuổi nghệ thuật mà lựa chọn con đường phát triển riêng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo Trâm đã rất có năng khiếu với âm nhạc. Chất giọng nội lực và ca vút giúp cô nhanh chóng gặt hái được nhiều giải thưởng lớn nhỏ tại các cuộc thi ca hát dành cho học sinh, sinh viên. Tiêu biểu là cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, tiếng hát sinh viên toàn quốc, ngôi nhà âm nhạc, tiếng ca học đường, v.v. Thiều Bảo Trâm cũng thường xuyên xuất hiện trong các đề cử âm nhạc như Làn Sóng Xanh, Zing Music Award, Mai Vàng, Buông Tay và Xuân Đến Mua Nhà là hai ca khúc được yêu thích nhất của cô nàng ca sĩ tài năng tính đến thời điểm hiện tại. Năm 2013, Bảo Trâm cùng người chị Bảo Trang tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Tuy không giành được thành tích cao nhất, nhưng cá tính nổi trội của cặp đôi ca sĩ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ. Sau cuộc thi, hai chị em quyết định thành lập nhóm nhạc riêng với tên gọi là BT, do Bảo Trang làm trưởng nhóm. Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm, thời tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Độ nổi tiếng của Sơn Tùng MTP đã vượt ra khỏi ranh giới quốc gia. Anh không chỉ cá tính, điển trai, hát hay, mà còn sở hữu lượng fan hâm mộ thuộc dạng khủng nhất showbiz Việt. Chính vì rất được yêu thích nên những câu hỏi như bạn gái Sơn Tùng là ai, Sơn Tùng có bạn gái chưa, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Khi tin đồn hẹn hò giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP được hé lộ, người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Chưa từng chính thức công khai hẹn hò, rất khó để có thể biết được Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm quen nhau như thế nào. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng nhận thấy được mối quan hệ của cặp đôi thông qua các hình ảnh và status trên mạng. Theo đó, Thiều Bảo Trâm thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái cảm xúc buồn, nhớ nhung người yêu. Thật trùng hợp là những status này lại xuất hiện ngay tại thời điểm mà Sơn Tùng MTP có dịp đi lưu diễn. Đỉnh điểm là hình ảnh Thiều Bảo Trâm chụp phía sau lưng một chàng trai đang ôm mình, khiến fan hâm mộ có thể khẳng định chắc chắn đó chính là giọng ca gốc Thái Bình. Khi được hỏi về nghi vấn hẹn hò bạn gái, Sơn Tùng cũng thẳng thắn, thật sự Trâm cũng không biết phải trả lời thế nào nữa. Nhưng chỉ dựa vào những hình ảnh như vậy mà mọi người kết luận vậy thì có quá sớm không?
con giọng ca gốc Thái Bình lựa chọn cách im lặng. Có lẽ cặp đôi muốn ở bên cạnh nhau theo cách lặng thầm yêu, nhẹ nhàng và không hề ồn ào. Còn có cả tin đồn kết hôn. Người hâm mộ đã từng tin rằng sẽ có một happy ending nếu như cặp đôi Bảo Trâm Sơn Tùng chính thức về chung một nhà. Bởi nghi án hẹn hò đã có từ năm 2013 và tính đến nay, cặp đôi đã ở bên nhau được 8 năm. Cả hai đã không còn giấu giếm như thuở mới yêu mà trở nên mạnh dạn hơn về việc thể hiện tình cảm. Sơn Tùng đã từng đăng tải hình ảnh bàn tay kèm lời nhắn Hold My Hand như lời cầu hôn dành cho bạn gái, khiến cư dân mạng một phen bất ngờ. Ngay sau đó, Bảo Trâm cũng nhanh chóng đáp lại với những lời ca bộc bạch chân thành Baby, take my hand, I want you to be my husband, cause you are my Iron Man, and I love you 3000. Cách hồi âm rất ngọt của nữ ca sĩ thể hiện lời nhắn muốn nắm tay một ai đó đi hết cuộc đời. Màn tung thính của Sơn Tùng nhanh chóng được đáp lại bởi một cái đớp thính của Thiều Bảo Trâm, khiến fan càng khẳng định hơn về một đám cưới. Trải qua quãng thời gian 8 năm, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã lựa chọn ở bên nhau theo một cách rất riêng, không ồn ào cũng chẳng có thị phi. Nhưng rồi sau 8 năm không danh phận, cặp đôi đang vướng phải nghi vấn rạn nứt vì người thứ ba. Cụ thể, Thiều Bảo Trâm đã mở một bữa tiệc nhỏ cùng hội bạn và có chụp hình chiếc bánh kem với dòng chữ Be Happy Sister, vui vẻ nhé chị gái. Ngoài ra, hội bạn cũng chia sẻ lại bức hình kèm lời động viên Thiều Bảo Trâm. Đặc biệt, hot girl xoài non còn ẩn ý việc có sự xuất hiện của trà xanh, tiểu tam khiến cho Thiều Bảo Trâm đau lòng. Ngay lập tức, cư dân mạng liền suy đoán mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP rạn nứt. Dân mạng đã soi trên trang cá nhân và phát hiện giọng ca Một Mình Có Buồn Không đã thẳng tay unfollow tài khoản cá nhân của Sơn Tùng MTP. Vụ việc khiến dân mạng đồn thổi và tìm kiếm những từ khóa hot liên quan. Trong đó, Hải Tú là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất những giờ qua. Trùng hợp là công ty của ca sĩ Sơn Tùng MTP cũng có nữ diễn viên ký hợp đồng độc quyền tên Hải Tú. Dù chưa rõ thực hư, dân mạng liên tục tấn công tài khoản cá nhân của người đẹp này. Loạt trang anti Hải Tú cũng được lập ra với mục đích công kích. Trong làng giải trí, Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm được nhận xét là cặp đôi hiếm có. Bởi suốt hơn 7 năm liên tục bị soi bằng chứng hò hẹn, cả hai vẫn quyết không nói cho rõ về mối quan hệ của mình. Trong khi đó, Hải Tú là gương mặt trẻ dưới trướng công ty do nam ca sĩ em của ngày hôm qua thành lập.